Còn bây giờ mình sẽ cho tía coi cái clip, coi cái đoạn này chừng 4-5 giây, nó đang nổi tiếng, nhiều người muốn chú ý, biết là để nó nói cái gì. Mong 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 cái gì? Mong mó gò á? Mo là thím hả? Ha no mo. Moro hả? Mora hả? Này hả? Mo. Mora hả? Hay là mo đồ? Mo hay là mo đồ hả? Mo đồ. Mo đồ hả? Mo đồ hả? Mo đồ. Mua. Nghe nữa, nghe nữa. Hay là mua rồi. Nghe nữa. Mo. Mo. Ok, sao hết trơn tía? Nè, Jenny hay là Laurel? Ok, ok, bây giờ nghe lại. Moral. Tiếng nghe thế nào? Moral. Này hả? Cái này cái lo gì mà. Cái này mó gồ mà. Moral. Moral. Tiếng Việt Nam là mua rồi. Mua rồi. Không phải là bánh tiếng mang mà bánh tiếng Nam. Cái này cái á, cái tên á, cái này không biết cái tên hay gì đó, nhưng mà có hai cái án thôi, chứ không phải có chữ mua gọi ông chồng nữa. Hay lại mua rồi chứ đâu có hai chữ này, đâu có cái tên cái này người ta nghe vậy, tự nhiên nó bây giờ mấy cái đó bây giờ nó là mua gọi Việt Nam thì trời ơi, nếu mà nghe người Việt Nam hai giờ nè, bây giờ hai cái chữ này mà sao một tiếng nói ồ bây giờ tôi nghe chữ mua gọi là sao, gửi người Việt Nam nó nói chuyện không là phải, sao không phải Việt Nam cái này thiệt cái... Ha, mua đồ không phải mua đồ, cái hai chữ này đó mà chứ không phải chữ khác, nghe lại Việt Nam Việt Nam Việt Nam đọc chặt rồi không phải làm gì đó. Không, hồi nãy đọc chặt rồi. Không phải. Thôi, không hiểu. Biết sao nó giải thích á, là mấy người cái còn trẻ, cái sự nghe nó còn tốt á, là họ nghe chữ này. Mấy người già hay nghe kém á, họ nghe chữ này. Cháu ta nó ù bên đây, nó ù quá, nghe nó ù quá, mua rồi. Ok. Không, lấy cái này mua rồi mà. Mấy người Mỹ nó đọc cái họng không đâu biết. Mua rồi, tao mô đồ. Có chữ có chứ em mờ chứ. Mấy người giờ mày làm đó đi. Mày nói cho nó có chữ em mờ đâu mà. Không có chữ em mờ không chồng. Mày mờ mày nghe coi, phải mua rồi em mua. Đúng không? Mua rồi không? Chứ có chữ em mờ mà chồng. Không có chữ em mờ không chồng. Sao có? Không có không có thôi. Đi ngủ. Đồ mà nó có sáng này. Mua rồi. Mua rồi. Không có chữ M không chậu. Mua chữ M ở trên nó. Cái mờ gì mà mò. Không có chữ M. Thôi. Nghe lại đi, nghe cách lần đi. Nói chính xác. Vậy thì hiện này. Không thay chữ này cũng có. Ok. Không có. Mua rồi, mua là Việt Nam thì là kiểu mua rồi. Còn nếu mà nó kiểu nó là cái là người Mỹ. Nếu mà nó là người mua đồ thì nó là mua đồ. Mua đồ. Mua phải. Không có cái mà trống trời. Bây giờ bạn nghe chữ gì? Yummy.